thú vui nuôi cua ẩn sĩ làm thú cưng của bạn trẻ Sài Gòn. Thay vì nuôi chó, mèo, cá làm thú cưng, anh Nguyễn Thành Phú, 26 tuổi, ngụ quận Bình Tân lại chọn nuôi hàng trăm con cua ẩn sĩ làm thú cưng trong nhà. Năm 2019, trong một lần tình cờ thấy người ta bán cua làm cảnh, anh Phú cảm thấy thu hút nên đã mua về nuôi thử và bắt đầu đam mê. Giống cua này thường sinh sống dọc các bờ biển của Việt Nam cũng nhiều như các nước ở trên thế giới. Đặc điểm của loài cua này là sẽ tự chui mình vào các vỏ ốc rỗng để trú ẩn và mang theo khi di chuyển. Vì thế, người ta thường gọi chúng là cua ẩn sĩ. Mình đã nuôi cua ẩn sĩ này thì cách đây cũng khoảng được 3 năm. Thì mình nuôi nó từ cuối năm 2019 tới nay. Ở Việt Nam mình á, họ sẽ gọi con này là con ốc mượn hồn. Nhưng mà sau khi mình nuôi và mình tìm hiểu kỹ hơn thì nó không phải là con ốc, thì thực chất nó là một con cua. Nó chỉ mượn cái vỏ của con ốc để nó vào nó ở nhờ, thì người ta sẽ gọi nó là con cua mượn vỏ hoặc là cua ẩn sĩ, thì cái tên nghe nó sẽ là hợp lý hơn là ốc mượn hồn. Dạ, hiện tại thì cua ẩn sĩ Việt Nam thì sẽ có bốn loại cơ bản hiện diện tại Việt Nam, thì đó là Google, Cavit, Violas và Remy. Thì như các bạn thấy, bé mình đang cầm trên tay là thuộc dòng Remy, là một trong những dòng cua ẩn sĩ có kích thước lớn nhất. Tại thì các bé này sẽ phân bố dọc theo bờ biển Việt Nam, thì đa số thì sẽ có nhiều ở ngoài các vùng biển đảo như là Lý Sơn hoặc là Phú Quốc. Nuôi các bé này, cái môi trường nuôi phải yêu cầu là môi trường ẩm, không được quá khô nhưng cũng không được quá ướt. Môi trường sống của các bé thì mình ở đây mình sẽ làm một cái hồ. Ví dụ một bé có kích thước gì đi thì mình sẽ nuôi bé đó trong một cái hồ khoảng chừng 80 hoặc là cái hồ 1 mét, để đảm bảo hồ đó có đủ không gian cho bé hoạt động, cho bé có thể đi tới đi lui, hoặc là mình có thể setup, có thể trang trí thêm một vài khúc cây hoặc là một vài cái hang gấu dừa cho các bé có nơi ẩn trốn, hoặc là các bé có thể leo lên khúc cây, các bé đứng thư giãn. Thì thức ăn của các bé thì rất là dễ, hầu như là các bé thuộc dạng ăn tạp. Các bé ăn từ trái cây, rau củ, rồi tôm, cua, cá, thịt, bánh mì, cơm, đó, các loại đậu, các loại trái cây có vị ngọt giống như xoài, chuối, mít hoặc là thanh long, đu đủ. Hiện nay, thú nuôi của ẩn sĩ làm thú cưng đang phát triển mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh.